Đêm nay là đêm đầu tiên của các thành viên ngôi nhà chung và các bạn đã cùng tham gia trò chơi vòng xoay thử thách để thêm gần nhau hơn. Bốc thăm. Ôi. Mở bài hay lắm. Hai cái nội dung như nhau mà em chọn là gì? Hôn mỗi 10 giây nữa hết giới. Ôi. Bốn người em thấy ai? Anh mới lột mụn sao? Đỉnh khá sạch. Anh chỉ quảng cáo vậy thôi. Em đừng có hút. Em hút, hút ra hút đầu mụn. Dơ. Sao em nhìn chị vậy? Đừng có xoay tắm không? Chạm nhẹ thôi. Khác giới không? Lẹ lên, lẹ lên. Thôi nhanh lên, nhanh lên nè. Dơ, 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 dơ. Chưa. Nãy anh nói anh mới lột mụn anh nói xạo. Này thì lột. Nhưng mà anh mới rửa mặt, anh mới tắm xong. Thơm lắm, có mùi sữa bò. Trời ơi. Cắt vào mũi rồi. Ok. Em có cần anh cởi mắt kiến nghe không? Chờ nó. Có anh cởi. Ok. Đó là cặp đôi bí ẩn á, nên không nhà đâu. Anh, em muốn anh nhắm mắt không? Có. Ok. Trời ơi, nhưng mà ổng hài quá, anh sao mới hôn không được. Nhưng mà mắt to, bỏ ra đi. Được gì? Em chọn đấy. Đếm chậm chậm thôi nha mọi người. Chưa vô. Ok, tập trung là chưa như một. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 Dừng lại. Mắc cười. Ơi có dính gì không? Giống giống con nai không? Con tuần lộng chứ. Được. Gì vậy? Uống vào bôi với người khác giới. Oh yeah. Và ngồi cạnh người đó. Em được chọn ghê không? Rồi để qua mày. Chạy qua đây một. Để qua đây vậy mà. Để qua đây em. Để qua đây anh ngồi đó. Cởi tay rồi. Để qua đây anh ngồi. Vậy qua đi mấy hôi. Đây con cây trà đá. Uống dâm bộ là uống sao mọi người? Phòng tay lại. Trời ơi. Thầy luôn á, chị đã xịt. Cái đó người ta cưới nhau người ta. Gì cưới nhau? Đám cưới rồi đó. Muốn gì nữa? Ok. Ngại lắm á. Từ từ. Mắc cười quá. Vô em. Lâu. Anh người giá cho em lâu. Đó kìa, lâu em lâu. Ước kìa. Ông muốn ướt từ đó. Anh nè. Xíu thôi nha, xíu thôi. Ủa mà xí. Vậy khác gì là mình uống cho mình của ly mình đó đúng không? Uống cho mẹ mắc cười. Xin vô, em mới không uống được. Em thấy mùi rong biển mọi người. Tụi to hừ mấy ơi, mắc cười đó. Ok. Ủa, anh Lộc hơi đỏ nha. Mặt hơi đỏ nha. Phê. Lần đầu mình uống dao bôi với một người khác giới như vậy. Và nó cũng khá là vui. Thấy nó là rất là thú vị. Nó là một cái trải nghiệm gì đó mới mà mình chưa được thử bao giờ. Sao anh cho mạnh ơi. Gì đó ghê đi mọi đừng người. Đừng có hôn cùng giới được rồi. Rồi chỉ mong cái gì đó rồi. Mở bút thăm ôi. Ôi lại đổi chỗ âm kia nữa. Cũng vậy. Chứ bút thăm nó còn ghê hơn cả quay xem. Nắm tay người khác giới cho tới lần quay tiếp theo. Mà nắm ai mình buông gọi nhau. Ê, anh chào ơn. Miễn anh chào đi. Thì hồi nãy cái bạn nào không mũi em thì em trả lời. Thì trả lại cái xưa đi. Anh có biết cái câu mà không ai tắm trên một dòng sông hai lần. Vô quá à. Vậy lắm người kế bên. Thoải mái lên em, thoải mái lên tay mềm mại vô. Em đừng có. Mình đó phải đan tay vô phải không? Nắm tay phải đan tay vô. Em thấy anh đang gồng lắm luôn. Anh anh bị co giật á, bị co giật. Hai em có vấn đề không? Người ta nắm em thì em nắm lại. Nắm lại. Thì cảm thấy là tay em đang
nước. Ôi, được, vâng, vâng. Tay em lên. Anh làm em ra nước hả? Wow. Để mình uống từ từ thôi để đắp đắp cho lâu. Ngồi nói chuyện á. Giờ em làm cái gì? Em làm lại. Tay em không nha. Anh thấy em làm rõ ràng đầu tiên nha. Tay em ướt quá em làm cho mắt khô. Ở đó em làm gì không? Thôi, tới lượt em là bây giờ có thể buông tay nghề ra được rồi. Ok, em muốn nắm được. Em biết anh giấy được không? Tại vì trước đó là mình cũng cảm thấy gắn kết cái mối quan hệ với anh rồi. Thấy anh cũng ok, khá ok với mình rồi. Thì cái nắm tay đó thì đối với mình thì nó cũng tương đối là cũng có chút suy nghĩ một xíu. Nên vẫn muốn là tìm hiểu về anh Phúc về lâu về dài hơn.